Xin chào các bạn nha. Trong video ngày hôm nay, mình hướng dẫn các bạn cách để mở tài khoản ngân hàng MB Bank online số đẹp và nhận các cái phần quà từ MB Bank, cũng như là cách lấy thẻ cứng để rút tiền ngoài cây ATM. Và mình cũng hướng dẫn luôn các bạn cách để nhận 100.000 khi giới thiệu bạn bè tạo tài khoản nhé. Thì ở đây mình sử dụng điện thoại iPhone để hướng dẫn các bạn. Nếu như mà các bạn có dùng điện thoại Android thì các bạn cũng làm tương tự theo hướng dẫn của mình nhé. Rồi, đầu tiên các bạn phải tải ứng dụng MB Bank qua đường link ưu đãi ở dưới phần mô tả video để được nhận quà tặng nhé. Thì trong cái video mà các bạn đang xem này, thì các bạn xem ở trong cái phần mô tả hoặc là trong cái phần bình luận video sẽ có đường link tải MB Bank để nhận được ưu đãi. Các bạn bấm vào xem thêm ở phần mô tả. Rồi đó, thì nó sẽ có cái đường link đây, link tải MB Bank nhận quà đây, mình bấm vào chữ thêm này. Thì các bạn sẽ tiến hành nhấp vào cái link tải MB Bank nhận quà này để tiến hành tải app MB Bank về nhé. Đây mình nhấp vào trong cái link này. Đó. Rồi ở đây thì các bạn có thể là chọn những cái trình duyệt để mà vào để mà tải ứng dụng. Thì mình sử dụng iPhone thì mình nhấp vào trong Safari nhé. Còn bạn nào mà dùng Android các bạn có thể sử dụng Google Chrome hay Cốc Cốc đều được nhé. Rồi thì bây giờ mình sẽ bấm vào trong Safari này. Đó. Rồi thì bây giờ các bạn sẽ bấm vào chữ OK này. Đó thì nó sẽ chuyển trực tiếp các bạn đến cửa hàng App Store hoặc là Google Play. Trên iPhone thì nó sẽ vào luôn App Store nhé. Và bây giờ thì các bạn sẽ tiến hành nhấp vào tải cái ứng dụng MB Bank về. Rồi sau khi mà các bạn tải xong app MB Bank rồi thì các bạn sẽ tiến hành bấm vào cái chữ mở ở đây nhé. Các bạn bấm vào mở nó lên. Rồi, người ta nói là MB Bank muốn gửi thông báo cho bạn thì các bạn phải bấm vào cho phép nhé. Bây giờ đây thì MB Bank muốn tìm và kết nối với các thiết bị mạng cục bộ của bạn. Rồi bây giờ các bạn bấm vào cho phép nhé. Tiếp theo là các bạn phải bấm vào cấp quyền để tạo tài khoản. Rồi, cho phép MB Bank theo dõi hoạt động của bạn thì các bạn bấm vào cho phép hoặc là yêu cầu ứng dụng không theo dõi đều được nhé. Mình sẽ bấm vào cho phép. Rồi thì bây giờ nó sẽ hiện lên cái giao diện của ứng dụng MB Bank nhé. Bây giờ các bạn sẽ tiến hành bấm vào phần tạo tài khoản. Rồi cấp quyền truy cập máy ảnh thì bây giờ các bạn phải bấm vào cấp quyền nhé. Tại vì các bạn muốn tạo tài khoản thì các bạn phải cấp quyền cho máy ảnh. Rồi, MB Bank muốn truy cập camera, các bạn bấm vào cho phép nhé. Cấp quyền truy cập micro thì các bạn cũng phải cấp quyền cho nó thì các bạn mới tạo được tài khoản, bấm vào cấp quyền. MB Bank muốn truy cập vào micro, các bạn bấm vào cho phép nhé. Rồi bây giờ các bạn bấm vào phần đăng ký 1 phút ưu đãi trọn đời này, các bạn bấm vào mũi tên ở đây. Rồi, thì ở đây người ta nói là bạn không được ghi nhận tham gia giới thiệu nhiều nhận tiền triệu. Thì người ta báo như thế này là các bạn phải nhấp lại vào trong cái đường link của mình thì mới được nhé. Khi nào mà ở đây nó hiện lên cái dòng là bạn đang được ghi nhận tham gia chương trình 1 phút giới thiệu tiền triệu về tay thì mới là hợp lệ. Còn cái link như thế này là mình nhấp vào là vẫn chưa được. Thì bây giờ mình sẽ phải thoát cái ứng dụng MB Bank này này. Thoát ứng dụng MB Bank. Thoát ứng dụng MB Bank này ra. Rồi bây giờ mình sẽ vào lại trong cái link của mình nhé. Đây mình bấm vào YouTube này, mình bấm vào xong này. Mình lại vào lại trong cái video của mình. Rồi mình lại nhấp lại vào trong cái link tải app MB Bank một lần nữa. Mình nhấp vào. Rồi mình bấm vào trong Safari. Rồi bây giờ mình sẽ bấm vào chữ mở này. Rồi bây giờ mình bấm vào trong phần tạo tài khoản. Rồi mình bấm vào mũi tên ở đây. Rồi thì người ta hiện lên là bạn đang được ghi nhận tham gia giới thiệu nhiều nhận tiền triệu này. Đây thì người ta khi nào người ta nói là bạn đang được tham gia như thế này là hợp lệ nha. Tạo xong tài khoản thì được 30.000. Rồi thì bây giờ các bạn sẽ tiến hành nhập số điện thoại của các bạn vào nhé để tạo tài khoản. Thì cái số điện thoại này chính là tên tài khoản của các bạn nhé. Rồi các bạn sẽ tiến hành nhập số điện thoại của các bạn vào để tạo tài khoản. Rồi sau khi mà các bạn nhập xong số điện thoại của các bạn rồi, các bạn chạm vào màn hình. Rồi các bạn sẽ tiến hành bấm vào chữ đăng ký. Rồi ở đây thì một cái mã OTP nó sẽ gửi về trong cái SIM, cái số điện thoại của các bạn đây. Thì cái OTP của mình đây. Đây mình sẽ tự động điền ở bên dưới này luôn nhé. Đó. iPhone thì nó sẽ tự động điền hoặc là Android thì các bạn nhập bằng tay cũng được. Rồi thì ở đây là cái phần thông tin giấy tờ tùy thân. Thì các bạn sẽ chọn vào cái giấy tờ phù hợp của các bạn nhé. Ở đây thì mình sẽ chọn vào căn cước công dân. Các bạn có hộ chiếu thì có thể đăng ký hộ chiếu hoặc là chứng minh quân đội. Nhưng mình thì mình sẽ đăng ký bằng căn cước công dân. Rồi sau đó thì các bạn sẽ tiến hành nhập cái số căn cước công dân của các bạn vào nhé. Sau khi mà các bạn nhập xong cái số căn cước công dân của các bạn rồi, các bạn kiểm tra xem đã đúng cái số căn cước công dân của các bạn chưa nhé. Rồi sau đó thì các bạn sẽ tiến hành chạy vào màn hình này. Rồi các bạn bấm vào tiếp tục. Bắt đầu đăng ký, hãy đưa khuôn mặt của bạn vào trong khung hình.
Hãy đọc to và liên tục dãy số trên màn hình. 0, 1, 2, rồi. 3, các bạn đọc 5, qua 6, cái thông tin 7, đây nhé. Rồi các bạn bấm 9. Vào bắt đầu làm thử này. Đó, để cập nhật thông tin sinh trắc học. Rồi hướng dẫn quay video. Thì ở đây người ta cũng sẽ hướng dẫn các bạn luôn nhé. Đi đến nơi có đủ ánh sáng, tháo bỏ mũ, khăn, khẩu trang, kính râm. Giữ vững khuôn mặt trong suốt quá trình quay. Đọc to và rõ dãy số được hiển thị trên màn hình. Thì ở đây ấy, các bạn nhớ là các bạn phải chải tóc tai gọn gàng, mà râu ria có rậm quá thì cạo đi. Và làm sao mà để cho cái khuôn mặt của các bạn ấy nó giống trong chứng minh nhân dân nhất là được nhé. Các bạn cũng nhớ là tháo kính các thứ ra để cập nhật sinh trắc học. Rồi thì bây giờ các bạn sẽ bấm vào chữ bắt đầu này để đọc to những các cái dãy số ở đây. Các bạn bấm vào đồng ý này. Bắt đầu làm thử, hãy đưa khuôn mặt của bạn vào trong khung hình. Bạn sẽ cần đọc to và chính xác dãy số trên màn hình. Hãy đến nơi yên tĩnh để có kết quả tốt nhất. Nếu bạn đã hiểu, hãy bấm vào nút bắt đầu ở bên dưới để tiến hành đăng ký. Rồi, bấm vào đã hiểu và tiếp tục. Bắt đầu đăng ký, hãy đưa khuôn mặt của bạn vào trong khung hình. Hãy đọc to và liên tục dãy số trên màn hình. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1. Vui lòng chụp mặt trước căn cước công dân. Rồi, như thế này là của mình đã ok rồi. Bây giờ mình sẽ phải chụp mặt trước căn cước công dân này. Đó, bấm vào đồng ý và cho căn cước công dân vào để chụp. Chụp mặt trước căn cước công dân. Rồi ok, mình đã chụp được mặt trước căn cước công dân. Và các bạn chụp mà cảm thấy nó bị xấu quá thì các bạn bấm vào cái chữ chụp lại ở bên dưới này nhá. Có chữ chụp lại này, đó. Rồi sau khi mà chụp xong mặt trước, các bạn bấm vào chọn. Vui lòng chụp mặt sau căn cước công dân. Rồi ok, lại chụp mặt sau căn cước công dân nữa. Được rồi, sau khi mà chụp mặt sau căn cước công dân. Khi mà các bạn chụp xong mặt sau căn cước công dân rồi thì các bạn sẽ tiến hành bấm vào chọn nhé. Và hãy đảm bảo rằng giấy tờ tùy thân của các bạn không có bị mờ, không có bị chói lóe nhé. Các bạn mà sử dụng điện thoại càng xịn ấy, thì các bạn làm càng dễ thành công. Bây giờ các bạn bấm vào chữ chọn này. Đặt thẻ trên mặt. Cạnh trái điện thoại đặt song song sát với ảnh chân dung. Bấm nút bắt đầu kiểm tra. Không di chuyển thẻ và điện thoại đến khi hoàn tất. Thì ở đây người ta đã hướng dẫn các bạn rồi nhé. Thì sau khi mà các bạn làm này rồi thì bây giờ các bạn sẽ tiến hành là quét căn cước công dân gắn chip theo cái hướng dẫn ở đây. Thì nếu như mà là ở iPhone ấy, nếu như mà là iPhone ấy thì cái quét NFC nó sẽ ở bên trên, còn Android thì thường là nó sẽ ở giữa điện thoại. Đây như iPhone thì nó có hướng dẫn các bạn này. Đó thì các bạn cứ làm đúng theo hướng dẫn là được. Rồi sau khi mà đã có cái hướng dẫn ở đây rồi, hướng dẫn bên trên người ta chỉ cho các bạn rồi thì các bạn bấm vào cái phần đã hiểu và kiểm tra thiết bị này. Đó. Rồi, đây người ta hướng dẫn các bạn nha. Đó rồi, bây giờ các bạn bấm vào bắt đầu kiểm tra này. Rồi bây giờ các bạn sẽ tiến hành là quét căn cước công dân nhé. Đang kiểm tra thiết bị, vui lòng giữ yên thẻ trong 5 đến 10 giây. Rồi đây, đã sẵn sàng quét này. Đã hoàn tất quét. Rồi bây giờ các bạn sẽ tiến hành bấm vào hoàn tất kiểm tra. Đó rồi. Sau khi mà các bạn hoàn tất kiểm tra rồi thì nó sẽ ra như thế này. Đây là nó sẽ hiện lên tất cả các cái thông tin của các bạn. Các bạn kiểm tra lại xem là đã đúng cái thông tin của các bạn chưa. Sau khi mà các bạn đã thấy đúng cái thông tin của các bạn rồi thì các bạn sẽ tiến hành kéo xuống phía bên dưới. Các bạn sẽ tiến hành cho thêm cho mình cái địa chỉ email rồi nhé. Rồi thì địa chỉ email của các bạn là gì thì các bạn thêm vào. Rồi sau khi mà các bạn nhập xong cái địa chỉ email của các bạn rồi, các bạn kiểm tra xem đã đúng chưa nhé. Thì các bạn chạm vào màn hình. Sau đó các bạn bấm vào chữ tiếp tục. Rồi thì ở đây là cái phần tên đăng nhập của các bạn, là số điện thoại của các bạn rồi. Tiếp theo thì các bạn sẽ tiến hành tạo mật khẩu mới cho tài khoản của mình nhé. Và ở đây các bạn nhớ là mật khẩu bao gồm này, độ dài tối thiểu 6 ký tự. Và cái mật khẩu của các bạn ấy nó phải có là ký tự số, ký tự đặc biệt, viết hoa, viết thường thì mới là mật khẩu hợp lệ nhé. Và mật khẩu phải không chứa tên đăng nhập. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành tạo mật khẩu mới. Đó, sau đó thì các bạn sẽ tiến hành kéo xuống phía bên dưới. Các bạn bấm vào xác nhận mật khẩu mới này. Là các bạn nhập lại cái mật khẩu của các bạn ấy. Bên trên là nhập mật khẩu, bên dưới là nhập lại cái mật khẩu của các bạn. Rồi thì mật khẩu bên trên là gì thì các bạn nhập vào. Rồi sau khi các bạn nhập mật khẩu mới và xác nhận lại mật khẩu mới rồi. Đây mình xin phép share đi nhé. Đó. Thì cái mật khẩu này đấy, mình sẽ ví dụ cho các bạn nhé. Mật khẩu ví dụ là mật khẩu 1236 A cộng đi. Thì cái mật khẩu của các bạn phải có ít nhất là một chữ hoa này, sau đó thì có nhận ít nhất là một chữ thường này, có ít nhất là một số, có ít nhất là một ký tự đặc biệt mới là mật khẩu hợp lệ nhé.
Rồi sau đó thì ở đây có phần đó chính là thông tin giới thiệu nếu có. Mã người giới thiệu thì cái này là các bạn bỏ qua nha, các bạn không cần nhập đâu. Các bạn chỉ cần tạo tài khoản qua link của mình thì các bạn sẽ được nhận thưởng nha. Rồi sau đó các bạn sẽ tiến hành kéo xuống này. Tiếp theo là cái phần chi nhánh hoàn thiện hồ sơ. Chọn chi nhánh gần nhất để thực hiện các giao dịch tại quầy. Thì bây giờ các bạn sẽ tiến hành chọn vào tỉnh thành phố này. Rồi thì mình ở Đồng Nai thì mình sẽ tìm đến Đồng Nai. Hoặc là các bạn có thể bấm kính lúp ở đây để tôi tìm nhé. Như mình đây, bấm vào Đồng Nai. Rồi tiếp theo là cái phòng giao dịch của mình. Thì mình sẽ chọn vào phòng giao dịch mình ở Trảng Bom, thì mình sẽ nhấp vào phòng giao dịch Trảng Bom nhé. Rồi sau đó các bạn sẽ tiến hành kéo xuống này. Các bạn bấm vào cái chữ tiếp tục. Nếu như mà ở nơi các bạn không có chỗ giao dịch ấy, thì các bạn sẽ chọn vào cái nơi gần nhất của các bạn nha. Rồi các bạn bấm vào tiếp tục. Rồi thì bây giờ các bạn sẽ tiến hành đó chính là đặt mã pin. Thì cái mã pin này các bạn tạo ấy, các bạn không cho ai biết nha. Tại vì cái mã pin này dùng để chuyển tiền đấy nha. Cho nên là các bạn tạo mã pin thì các bạn nhớ ghi ra giấy để tránh trường hợp các bạn bị quên mã pin. Rồi sau khi mà các bạn nhập xong cái mã pin của các bạn rồi, các bạn bấm vào tiếp tục cho mình. Rồi thì ở đây nó sẽ có đó chính là tài khoản trùng số điện thoại hoặc là tài khoản theo sở thích. Đó thì ở đây tùy các bạn, nếu các bạn muốn dễ nhớ thì các bạn lưu bằng tài khoản trùng với số điện thoại của các bạn thì nó dễ nhớ số tài khoản. Còn các bạn thích tài khoản theo sở thích số đẹp ấy thì các bạn bấm vào tài khoản theo sở thích này. Rồi sau đó thì các bạn sẽ tiến hành nhấp vào cái phần đó chính là mở tài khoản số đẹp này. Các bạn chọn vào tài khoản theo sở thích rồi các bạn bấm vào mở tài khoản số đẹp. Rồi bây giờ các bạn sẽ tiến hành nhập cái dãy số mong muốn nhé. Thì bây giờ mình sẽ nhập là 78888 tứ quý 8. Rồi sau đó thì mình sẽ chạm vào màn hình. À, đây này, bạn chạm vào màn hình rồi. Thì nó sẽ ra cái dãy đó chính là 14 số là được miễn phí này. 13 số cũng được miễn phí, 12 số là được miễn phí, 11 số là miễn phí, 10 số. Rồi, 10 số là mình sẽ bị mất tiền nha. Đó. Những cái số tài khoản mà nó không có chữ miễn phí là các bạn sẽ mất tiền nha. Rồi, cái từ số 11 trở đi đến số 14 là các bạn được miễn phí. Đây thì mình sẽ chọn ở cái phần 11 đi. Rồi, thì bây giờ mình sẽ chọn vào cái số dòng thứ ba đi. Mình thấy cái số này đẹp, mình sẽ bấm vào cái số này. Rồi mình bấm vào chọn tài khoản thì đây sẽ là cái số tài khoản của mình ấy nha. Mình bấm vào chọn tài khoản và cái số ở đây nó là miễn phí này, khi mà nó ghi miễn phí như thế này là các bạn không bị mất tiền nhé, cái số này được miễn phí. Các bạn bấm vào chọn tài khoản. Rồi cái phần quà tặng cho bạn này thì ở đây ấy, các bạn sẽ được tất cả những cái quà tặng ở đây nhé. Mấy cái này thì các bạn được tặng và không mất tiền nhé, cho nên là các bạn cứ bấm vào xác nhận. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ tiến hành xác nhận lại cái thông tin của các bạn nhé. Rồi bây giờ các bạn sẽ kéo xuống. Các bạn bấm vào tôi đã đọc và hiểu cam kết đồng ý với các điều khoản điều kiện này. Rồi các bạn bấm vào xác nhận. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ phải tiến hành nhập cái mã OTP MBBank gửi về nhé. Cái mã này thì MBBank sẽ gửi vào trong tin nhắn của các bạn này. Đó, bây giờ các bạn nhập vào là được. Rồi đây, chúc mừng bạn đã đăng ký thành công, đăng nhập để tận hưởng ưu đãi miễn phí tài khoản trọn đời. Rồi, bây giờ thì các bạn sẽ tiến hành bấm vào chữ đó chính là đăng nhập ngay. Rồi, thì bên trên này nó sẽ là cái phần số điện thoại của các bạn nhé, chính là số tài khoản ấy. Rồi bây giờ các bạn sẽ tiến hành nhập lại cái mật khẩu của các bạn tạo vào. Tạo ở trong app ấy, các bạn tạo là gì á, thì các bạn nhập vào. Sau khi mà các bạn nhập xong mật khẩu rồi, các bạn bấm vào đơn. Rồi, thì bây giờ các bạn đã đăng nhập thành công. Ở đây mình sẽ đóng lại này. Thì ở đây phi vật lý. Rồi bây giờ các bạn muốn sử dụng ngay thì các bạn nhấp vào sử dụng ngay nhé, hoặc các bạn bấm vào để sau cũng được. Đây có thể bấm vào sử dụng ngay. Đây các bạn bấm vào bắt đầu đột phá, rồi các bạn bấm tiếp tục, bấm vào bắt đầu hành trình này. Đó rồi bây giờ bấm vào phần menu. Đây xem tổng số dư, cái này là người ta hướng dẫn qua các bạn sử dụng nhé. Truy cập nhanh là mở rộng thêm tính năng. Rồi đó tùy chỉnh này, tùy chỉnh lựa chọn theo nhu cầu của bạn. Thanh toán chuyển tiền đây, đó nó là mục này. Các tính năng khác trên app MBBank này, nó mục thêm đó. Người ta hướng dẫn các bạn rất chi tiết. Tiếp theo là cái cách để lấy thẻ cứng MBBank. Phát hành thẻ đấy thì các bạn sẽ tiến hành bấm vào chữ thẻ này nhé. Ở đây các bạn vào mục này các bạn có thể là mua được những cái thẻ cứng để rút tiền ngoài cái ATM. Đó thì như cái thẻ này các bạn nhấp vào những cái thẻ đây, như cái thẻ này thì trị giá 55 ngàn, các bạn có thể là mua ngay cái thẻ này. Đó nếu như mà trong tài khoản của các bạn có tiền thì các bạn có thể là tiến hành mua thẻ cứng nhé. Bấm vào mua ngay. Rồi ở đây mình quay ra.
Rồi, các bạn thích phát hành cái thẻ cứng để mà các bạn rút tiền ngoài cái ATM thì các bạn sẽ tiến hành nhấp vào cái phần phát hành thẻ. Và ở đây người ta nói là thông báo email của bạn chưa được xác thực, vui lòng xác thực email trước khi phát hành thẻ này thì các bạn phải bấm vào chữ xác nhận. Sau đó thì các bạn sẽ tiến hành vào trong cái địa chỉ email của các bạn để mà xác nhận cái email của các bạn rồi các bạn mới có thể là nhận được thẻ cứng nhé. Sau khi mà các bạn xác nhận được cái địa chỉ email của các bạn rồi thì thẻ về đến tay của các bạn thì các bạn phải bấm vào cái phần định danh này này. Đó các bạn định danh, các bạn nhập cái số seri này vào thì các bạn mới có thể là sử dụng được thẻ nhé. Rồi, thì cái này mình chỉ hướng dẫn qua cho các bạn thôi, tại vì mình nghĩ rằng nếu như mà mình hướng dẫn chi tiết thì video này sẽ rất là dài. Còn có thể là mình sẽ làm một cái video riêng về cái cách nhận thẻ cứng này. Tuy nhiên thì mình cũng hướng dẫn qua cho các bạn thôi. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể là ra ngoài quầy của MB Bank xong rồi nhờ họ làm thẻ cứng luôn ở ngoài đó cũng được. Thì các bạn ra ngoài quầy MB Bank thì các bạn sẽ nhận được luôn, chứ các bạn không cần phải đợi cho người ta ship về nhà các bạn nữa. Nếu mà các bạn phát hành thẻ online thì sẽ phải chờ người ta ship về đến tận nhà. Còn các bạn ra quầy MB Bank mà các bạn làm thẻ cứng để rút tiền ngoài cái ATM thì các bạn chờ một lúc là người ta sẽ tạo thẻ cho các bạn và các bạn dùng được luôn. Rồi thì bây giờ mình sẽ bấm vào mục thêm này nhé. Và mình sẽ kéo xuống này. Rồi ở đây thì các bạn sẽ tiến hành bấm vào cái phần là giới thiệu nhận tiền này, các bạn nhấp vào. Thì bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách để mà nhận được tiền từ 100 ngàn nhé. Thì các bạn sẽ tiến hành bấm vào cái phần đó chính là giới thiệu qua link này này. Đó, thì đây cái phần giới thiệu qua link này. Các bạn để ý nhé. Nhận ngay quà tặng lên đến 100 ngàn khi giới thiệu bạn mới thực hiện giao dịch MB Bank. Thì các bạn chỉ cần giới thiệu qua link. Các bạn giới thiệu cho bạn bè của các bạn tạo tài khoản MB Bank. Đó, các bạn bấm vào đồng ý. Rồi sau đó thì các bạn sẽ tiến hành giới thiệu một ai đó. Ví dụ các bạn có thể giới thiệu qua bên Facebook hoặc Messenger này, các bạn nhấp vào. Các bạn tìm đến một ai đó, các bạn gửi cái link giới thiệu của các bạn cho họ và họ tạo xong tài khoản xong rồi họ thực hiện xong 5 giao dịch thì các bạn sẽ nhận được số tiền là 100 ngàn nhé. Rồi đây mình đóng lại. Và hiện tại thì mình đã hướng dẫn các bạn cách để tạo tài khoản MB Bank thành công. Và cái tiền thưởng khi mà các bạn tạo tài khoản ấy, thì các bạn phải chờ vài ngày. Khi mà MB Bank xem xét thì các bạn sẽ có được cái tiền thưởng 1 phút giới thiệu tiền triệu về tay nhé. Còn khi mà các bạn tạo xong tài khoản ấy, thì các bạn nhớ thực hiện một vài cái giao dịch để cho cái tài khoản của các bạn không bị khóa nhé. Rồi, và trong video này thì mình cũng đã hướng dẫn các bạn cách để tạo tài khoản MB Bank online tại nhà. Các bạn thích video này của mình, các bạn nhớ giúp mình một like cũng như là bình luận xuống bên dưới để cho YouTube họ đề xuất tốt hơn cho video này của mình. Ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh MRX Mobile. Mình chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.